Hey yo bà con, lại là mình đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Mình là Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải những trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể đặt lịch xem riêng với mình qua trang Facebook Chiêm Tinh Cổ Học hoặc Instagram nhé. Các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả ngay phía dưới video này. Ok, như đã nói trong video của ngày hôm qua, đó là mình đang làm series. Nói chung là cứ đến cuối tháng thì mình sẽ làm một loạt các video dự đoán tuần dự đoán tháng tới, dự đoán tháng 3. Thì hôm qua mình đã làm dự đoán công việc, sự nghiệp, học hành, tài chính rồi. Nên hôm nay mình sẽ làm dự đoán sức khỏe và ngày mai mình sẽ làm là dự đoán chuyện tình cảm của các bạn nhé. Như thường lệ lại có 3 tụ. Hôm nay mình cho các bạn chọn hình dán đi. Hình dán thủy thủ mặt trăng. Tụ 1 là hình dán như thế này, mình chả biết miêu tả ra sao. Tụ thứ 2 cũng vẫn là hình dán thủy thủ mặt trăng. Tụ thứ 3 cũng là hình dán thủy thủ mặt trăng. Ok. Rồi, tình hình, dự đoán tình hình sức khỏe của bạn trong tháng 3. Mình nhắc lại nhá, tụ 1 này, tụ 2 và tụ 3. Các bạn hãy chọn tụ nào mà các bạn bị thu hút nhất bởi lần nhìn đầu tiên. Và có thể chọn nhiều hơn một tụ nhá. Mình đến với tụ thứ nhất đây. Xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người chọn hình dán thủy thủ mặt trăng. Ok. Đây là trải bài của các bạn cho phần dự đoán sức khỏe tháng 3. Thì trong trải bài này mình sử dụng bài trà và bài tarot. Mình giới thiệu các lá bài tarot trước. Chà chà. Các bạn có 9 gậy này. Các bạn có bánh xe số phận này. Các bạn có 8 gậy. Và các bạn có Nine of Cups. Trước hết là mình thấy các bạn đến lúc phải chấm dứt một cái tình huống nào đó. Chắc chắn là phải chấm dứt rồi. Tại vì bên này 4 lá bài tarot cũng có 3 lá nói về việc là bạn nên chấm dứt một mối quan hệ. Thì có thể là một số bạn sẽ là một mối quan hệ nào đó. Thời gian cả 4 lá luôn. Mình cảm thấy như có thể là thời gian vừa rồi các bạn vừa trải qua một chuyện như kiểu là thất tình, vừa chia tay người yêu, vừa có mâu thuẫn với bạn bè, với gia đình. Nói chung là chắc chắn là những cái bạn này á, vấn đề sức khỏe của các bạn nằm ở vấn đề, nằm ở việc xì chết. Các bạn này bị xì chết, được chưa nào? Đặc biệt là xì chết trong các mối quan hệ. Thế nên là một số bạn thì có thể gặp xì chết là vì công việc bị quá tải. Nhưng mà mình có thể hiểu, đọc được từ bài là các bạn tụ một, các bạn bỏ qua cái lời khẩn cầu, lời kêu cứu của cơ thể đấy. Các bạn không cẩn thận là sẽ bị quá muộn. Nó thế nào nhỉ? Nghĩa tâm trí của bạn thì xì chết, bởi vì tâm trí của bạn nó không được ổn định, thế nên là nó dẫn đến những cái bệnh cực cơ thể. Mới đầu thì cũng chỉ là những cái bệnh lặt vặt thôi. Mình có thể thấy mới đầu chỉ là cảm cúm, ho, hiếc thông thường. Nhưng mà các bạn đang có cái xu hướng là buồn, nên kiểu muốn đâm đầu vào công việc chẳng hạn. Đấy, các bạn này bị chán chường đến mức là mất ăn mất ngủ. Mình thấy không có cái dại nào bằng cái dại này. Kể cả cho có thất tình đi nữa thì cũng phải biết yêu lấy cơ thể mình. Yêu cơ thể là một cách là thì yêu bản thân. Các bạn này đang bị thiếu cả hai, thiếu cả yêu cơ thể lẫn yêu bản thân. Thế cơ thể bạn cầu cứu bằng cách là nó cho bạn bị mấy cái bệnh nhỏ, bệnh lặt vặt, hắt hơi, sổ mũi. Và cũng bởi vì vậy mà bạn chủ quan, bạn không chữa trị dứt điểm. Giả sử như là bạn không uống thuốc đủ liều, bạn cần uống thuốc kháng sinh, nhưng liều của người ta là 5 ngày và bạn uống 3 ngày bạn bảo khỏi rồi, đếch uống nữa. Cái này là bị làm sao cứng đầu cứng cổ. Nếu các bạn là em trai em gái mình, mình sẽ bảo mày ngu vãi. Nhưng may là các bạn là khán giả nghe thôi, nên mình sẽ không nói gì cả. Ok. Có nghĩa là bạn ở đây có tận 2 lá nói về việc phải dừng lại. 8 gậy là nói về việc dừng lại hoặc bắt đầu một cái gì đấy mới. Bánh xe số phận cũng thế, có nghĩa là bạn phải dừng lại cái tình huống này thôi. Cái tình trạng là bạn thiếu
Bạn không yêu bản thân, không yêu cơ thể mình lại dừng cái tình trạng này sớm đi, nếu không trước khi mà bạn bắt đầu mắc những cái bệnh mãn tính đó. Ví dụ nhá, có thể là bạn chán trường, bạn bỏ ăn, bạn không chịu ăn tối. Thì bỏ ăn một hai bữa thì không sao, nhưng nếu bạn bỏ ăn thường xuyên thì cơ thể bạn sẽ quen với cái việc là không ăn tối. Và một khi nó đã quen thì bạn cố nốc đồ ăn vào ấy là bạn sẽ có thể bị nôn ra. Nghĩa là cơ thể nó đang không quen với một cái lượng đồ ăn lớn. Thế mà sau nếu mà dần dần ăn tối quá ít như thế có thể sẽ dẫn đến một số bệnh như là dạ dày, nói chung là bệnh mãn tính. Đấy, chỉ vì cái thói quen sinh hoạt thiếu điều độ. Hoặc một số bạn có thể tìm đến rượu chè. Đúng rồi, mình vừa mới nhìn ra rượu chè chất kích thích, hút cần hút cỏ gì đó. Nhưng mà các bạn là có xu hướng bị quá liều. Nói chung là các bạn đang bị thiếu điều độ. Đấy, có thể các bạn quá ít cái thứ gì đó nhưng lại quá nhiều cái thứ kia. Nói chung cơ thể các bạn đang kêu cứu. Sức khỏe của các bạn nó không, mình trong tháng 3 thì mình chưa thấy có cái bệnh gì gọi là nó mãn tính hẳn, nó nặng hẳn. Nhưng nếu cứ tiếp tục cái đà xì chết này, để xì chết nó ảnh hưởng đến đến thói quen, đến phong cách sống này, sớm hay muộn bạn cũng sẽ bị bệnh mãn tính. Bệnh nó nặng hơn, bạn hiểu ý mình không? Thế nên nếu mà bạn sửa được, bạn thay đổi được, bạn chấm dứt cái tình trạng này, bạn có tận hai lá nói về việc chấm dứt đi. Chấm dứt được cái tình trạng cái phong cách sống nó không, nó bị bất ổn, nó mất cân đối, mất cân bằng này thì tốt. Hoặc một số bạn có thể là thức đêm quá. Nói chung là trong cái phong cách sinh hoạt của các bạn nó có vấn đề. Có người thì lại uống ít nước quá, có người lại ăn nhiều đồ ngọt quá, có người ngày nào cũng uống trà sữa chẳng hạn. Hoặc cũng có người là nghiện cà phê. Đó. Nói chung phong cách sống của bạn, bạn biết mà. Bạn biết là đang gặp vấn đề, nhưng mà tất cả những gì bạn đang làm chỉ là để xả xì chết thôi. Mình không biết bạn xì chết bố con đằng nào, nhưng không ai xứng đáng để bạn hành hạ bản thân mình như thế. Thế nhá, mình mong là các bạn tụ một sẽ sớm quay trở lại cái quỹ đạo vốn có, cái sự cân bằng vốn có của các bạn. Mình sẽ dừng tụ của các bạn tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hãy giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này nhé. Bye bye. Xin chào các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người chọn hình dán thủy thủ mặt trăng. Thật ra cả 3 tụ đều là thủy thủ mặt trăng. Đây là trải bài của các bạn cho phần dự đoán tình hình sức khỏe tháng 3. Dự đoán tình hình sức khỏe tháng 3. Trong trải bài này mình sử dụng hai bộ bài tarot và bài trà. Thì tarot chúng mình có những lá như sau. Chúng mình có tràng hề, tức là trong tháng này bạn sẽ làm gì ngốc nghếch liên quan đến sức khỏe đấy. Chúng mình có lá tử thần. Ôi, bạn yên tâm, bạn chưa chết đâu. Tí nữa mình sẽ nói lý do vì sao lại có lá tử thần. Tiếp theo là lá 6 ly và 7 ly, hai lá ly liền. Rồi trước hết là mình thấy nhá, ở bên này cũng có nói về một cái lá, bài trà cũng có nói về việc là có một cái việc, công việc mới. Nói chung là có hai lá nói về cái sự mới mẻ, cái thứ mới trong cuộc sống của bạn. Nhưng mà nếu áp dụng vào vấn đề sức khỏe thì mình nghĩ là bạn ạ, có thể là bạn đang có một cái bệnh nào đó, hoặc cơ thể của bạn nó vốn đang không khỏe rồi. Thì các phương pháp chữa trước đây bạn nên thay đổi. Mình cảm thấy trong cơ thể bạn đang có sẵn một cái gì đó nó không được tốt cho lắm. Thật ra nó không phải là bệnh nặng. Nó đôi khi nó đơn giản là những cái vấn đề sức khỏe nó rất bình thường. Như là một số bạn thì sẽ gặp vấn đề về da liễu. Kiểu da bạn dạo lần này nó bị xấu chẳng hạn, nó sần sùi, nó không được mịn mượt trắng trẻo như ngày xưa. Một số bạn thì gặp vấn đề như là hay bị mất ngủ. Một số bạn thì bị rối loạn ăn uống. Một số bạn thì tâm lý bất ổn. Đấy, bắt đầu có những cái triệu chứng trầm cảm nhẹ chẳng hạn. Nói chung mà không nhất thiết là, mình đang nói là các bạn tụ hai là những người đang có sẵn bệnh, nhưng không nhất thiết là một cái bệnh nặng. Bạn hiểu ý mình không? Một số bạn là đang bị thừa cân hoặc thiếu cân. Nói chung hầu như cơ thể mình nó luôn luôn có một cái triệu chứng gì đó nó không tốt. Không phải lúc nào cơ thể mình cũng hoàn hảo 100%. Thế nhưng mà ở đây các bạn tụ hai này, mình cảm thấy dường như là trước đây các bạn đang chữa theo một cái phương pháp hay một cái thầy thuốc nào đó.
hoặc là các bạn không chữa đi, thì trong tháng này các bạn nên tìm kiếm một cái phương pháp chữa mới. Bởi vì mình thấy cái người thầy cũ, cái người mà các bạn đang theo không còn phù hợp nữa. Nếu mà các bạn vẫn thấy cái người thầy, có nghĩa bệnh của mình nó tiến triển tốt thì ok, không sao. Nhưng với một số bạn mình cảm thấy như là bệnh không tiến triển theo chiều hướng tốt, mà tiền thì vẫn mất, nghĩa là nó không bị xấu đi nhưng nó cũng không tốt. Đấy, ví dụ như là bạn tập gym đi, bạn muốn giảm cân đi. Đấy, mới đầu thì bạn tập, bạn thuê phòng, không phải thuê mà bạn đăng ký tập, nhưng mà bạn không có thầy hướng dẫn đâu cả, bạn cứ tự tập thôi. Thành ra là mình tập mãi mình không gầy được. Thì bây giờ cái tháng này thì bạn nên làm một cái gì đó mới. Bạn nên thay đổi cái phương pháp tập luyện của mình. Đấy, có thể là thay vì bạn chỉ tập không thôi thì bạn có thể kết hợp ăn kiêng, hoặc bạn chịu khó bỏ thêm tiền để thuê thầy. Nói chung trong tụ 2 thì mình thấy thế nào đi nữa thì bạn cũng, tình hình sức khỏe của bạn cũng khá lên, chắc chắn là nó có khá lên, nhưng phải thay đổi cái hành, không phải hành vi, cái người thầy, cái phương pháp mà bạn đang sử dụng nhá. Giả sử như là bạn đang bị mất ngủ và phương pháp bạn đang sử dụng là uống thuốc an thần chẳng hạn, nhưng mà nó không đỡ, thì bây giờ thay vì uống thuốc an thần, bạn hãy thử tìm một cái phương pháp mới, đây là thiền đi. Mình thử thiền xem nào, mình tập yoga xem nào. Và cái thứ hai mà mình thấy ở đây, đó là cái người thầy, cái người mang đến phương pháp mới cho bạn là phụ nữ. Là phụ nữ. Có thể là thầy thuốc của bạn là phụ nữ. Có thể là huấn luyện viên gym của bạn là phụ nữ. Hoặc đơn giản là có thể mẹ bạn mách cho bạn một người thầy rất là tốt. Dì của bạn, bác gái của bạn, chị của bạn. Nói chung sức khỏe của bạn á, nó sẽ liên quan đến một người phụ nữ. Có nghĩa người này sẽ đến và giúp mình, chứ không phải là hại mình. Người này sẽ tới và khiến cho cái vấn đề về sức khỏe của mình được giải quyết. Dĩ nhiên là sức khỏe thì chẳng bao giờ nó đùng một phát nó khỏi kiểu chỉ trong một sớm một chiều hay khỏi trong nháy mắt. Nhưng mà đây sẽ có cái sự tiến triển từ từ. Nhá. À, các bạn này thì đấy, nhất là những người đang có sẵn cái bệnh trong người. Gọi là bệnh nghe to thế thôi, nhưng mình đã nói rồi, nó đơn giản là một cái vấn đề sức khỏe mà nó không được cân bằng. Một cái vấn đề sức khỏe dù nhỏ nhất như là bệnh về da, như là giả sử bạn hay tóc bạn xấu, bạn bị rụng tóc chẳng hạn. Thế là trước đây thì bạn là không để ý, nhưng bây giờ là bạn bắt đầu bạn ra mua thuốc mọc tóc hay mua thuốc khỏe tóc, hay là không đi ra hàng nhuộm nữa. Đó, các vấn đề sức khỏe nó rất là đơn giản nhẹ thế thôi. Nhưng mà chắc chắn là có hai là đây, tử thần ở đây nói về việc bạn phải chấm dứt cái phương pháp hiện tại, cái phương pháp hiện tại và cái thói quen sống hiện tại. Và the fool, chàng hề chàng ngốc, là bạn phải theo đuổi một cái phương pháp mới mà mình cảm thấy nó là cái phương pháp có thể trước đây bạn chưa từng nghe thấy bao giờ, hoặc là trước đây bạn kỳ thị nó, bạn kiểu không nghĩ là mình sẽ theo nó, nhưng mà bây giờ phải theo thôi vì cái phương pháp cũ nó không còn có ích nữa. Nói chung là tụ 2 là các bạn phải thoáng, nghĩ thoáng, và đặc biệt trong đây là sức khỏe của mình phải tìm mọi cách để chữa chạy cho nó, chữa trị cho nó nhá. Trong lúc mình cơ thể mình còn trẻ thì mình chữa, gọi là cho nó, chăm sóc nó cho thật tốt, không thì về già lại hối hận nhá. Rồi, ok, mình mong là các bạn tụ 2 sẽ sớm tìm được cái phương pháp mới khiến các bạn hài lòng. Và mong các bạn thời điểm mùa dịch này thì hãy giữ gìn sức khỏe và ra đường ít thôi nhá, ở nhà mà nghe tarot của mình. Ok, mình sẽ dừng tụ của các bạn tại đây, bye bye. Xin chào các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những người chọn hình dáng thủy thủ mặt trăng đang ngoác miệng cười. Được chưa nào? Cả ba tụ hôm nay đều là thủy thủ mặt trăng. Đây là trải bài của các bạn cho phần dự đoán tình hình sức khỏe tháng 3. Mình sử dụng bài trà và bài tarot cho trải bài này. Mình giới thiệu 4 lá bài tarot trước. Chúng mình có mặt trời, ông mặt trời, chúng mình có lover, chúng mình có nữ tư tế và chúng mình có 6 gậy. Mình chưa, trong 3 tụ thì tụ này cái thông điệp nó rõ ràng nhất luôn. Các bạn đang bị chủ quan. Một từ thôi, chủ quan. Bây giờ các bạn thấy cơ thể đang rất khỏe mạnh. Cơ thể khỏe mạnh và các bạn đang làm việc hăng say, yêu đương hăng say luôn. Nhưng mà
Nói chung là chủ quan. Nghĩa là trong tháng 3 có thể là cái sức khỏe của bạn nó chưa có dấu hiệu gì đâu. Nhưng mình cảm thấy nếu cứ tiếp tục chủ quan như thế này là sẽ ăn hành đấy. Sẽ có gọi là có cái bệnh của bạn nó đang bị ẩn đi. Đây sẽ là không phải là một cái bệnh nó đùng nó bộc phát, mà là nó đến từ từ cái thói quen sinh hoạt nó trường kỳ, nó dài ngày, bạn lặp đi lặp lại một cái thói quen. Cái tụ này cũng giống cái tụ các bạn tụ một ở phần thói quen, nhưng mà các bạn tụ một là thói quen bởi vì dạo này các bạn bị xì chết, còn các bạn này là thói quen bởi vì các bạn này là điếc không sợ súng. Điếc không sợ súng, ok. Ví dụ nhá, bạn nghĩ là bạn là nghĩ là làm sao nhỉ? Bạn bảo là ôi bây giờ mình cảm thấy các bạn này đang trẻ. Tuổi tuổi của mà các bạn tuổi đời mà các bạn chọn tụ ba khá là trẻ. Hoặc nếu không thì tính cách bạn thanh niên đi. Đấy, không kể độ tuổi. Bạn cũng rất tự hào về cái sự trẻ trung trong suy nghĩ của mình. Đấy. Tuy nhiên là thì trẻ trung cho suy nghĩ mình đồng ý, nhưng cơ thể của bạn nó đâu thể trẻ mãi được. Có thể bây giờ bạn đang trẻ nên bạn thấy là ồ mình trẻ mình khỏe, nên là mình cái lượng đồ ăn mình có suốt ngày đi ăn nướng chẳng hạn, ngày hôm nay bạn ăn nướng, ngày mai bạn đi ăn lẩu, ngày kia bạn lại uống 3 cốc trà sữa full topping chẳng hạn. Nói chung là ăn uống của bạn cực kỳ thiếu khoa học. Các bạn này là bị thiếu khoa học trong thói quen sinh hoạt. Nó cũng giống y hệt tụ một là có cái gì đấy nó rất thiếu khoa học, nó rất mất cân bằng. Bởi vì các bạn chủ quan, các bạn nghĩ là ta khỏe mà. Có thể là các bạn này là các bạn ít bị bệnh đi, ít ốm vặt. Đang rất là ít ốm vặt, thế nên nghĩ là mình phơi phới. Phơi phới. Đấy, có thể là các bạn chăm chỉ đến phòng gym, các bạn có một cơ thể khỏe mạnh, xinh đẹp. Thế nên là các bạn cũng cũng bị lơ là, nghĩa là trời ban cho bạn, đúng rồi, trời sinh cho bạn một cơ thể khỏe mạnh, có sức đề kháng hơn người bình thường. Thế nên là vì thế bạn nghĩ là mình cũng không cần phải nghiêm khắc với cơ thể này, với sức khỏe này. Bạn nghĩ là mình bẩm sinh thế thì mình từ nay cho đến chết cơ thể mình sẽ luôn luôn trên mức bình thường. Oh no no no. Oh no no no. Quá sai lầm, no no no. Yeah. Mình thấy hiện tại thì mình thấy những vấn đề về sức khỏe của bạn nó rất là bé, nó gần như không nhìn thấy. Nên là bạn mình đoán nghe tụ ba nghe thế này thôi chắc là các bạn vẫn chủ quan đấy mà. Đấy các bạn lại gạt tay, ôi giời, kệ đi tarot đấy mà, trả bài chung ấy mà lo gì. Đấy mình vẫn cảm thấy được cái phơi phới của các bạn, nhìn này cái phơi phới y mặt y y hệt hình mặt thủy thủ mặt trăng đang cười. Kiểu kệ. Đấy, các bạn này rất hay kệ. Ví dụ là các bạn là ăn uống hơi bị quá đà. Các bạn biết là mình thừa cân cần phải giảm cân, các bạn bảo kệ. Rồi đang đang trẻ béo tí cho xinh. Có thể thế thật, mũm mĩm một chút thì không sao. Nhưng nếu mà để thừa cân quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận trong cơ thể bạn sau này. Nói chung mình thấy mình thì vẫn đang ở độ tuổi 20. Nhưng mình cũng có thể cảm nhận được là cơ thể mình nó bắt đầu đi xuống từ khi là mình đầu 2 rồi. Ví dụ như hồi 17, 18 thì mình có thể thức khuya được. Mình có thể ngày ngủ 2, 3 tiếng, sáng mai vẫn dậy tươi tỉnh như bình thường. Nhưng bây giờ mà đêm mà mình ngủ 2, 3 tiếng, sáng mai dậy mình như người chết đi sống lại. Hoặc là người sống như đã chết. Nói chung cơ thể nó như đi mượn luôn. Nên là các bạn phải hiểu là bây giờ ngày hôm nay cơ thể bạn có thể vẫn đang khỏe mạnh như thế thôi. Nhưng mà các bạn thêm vài năm nữa có thể là cơ thể bạn sẽ xuống dốc hơn nhiều so với những cái người mà kiểu nghiêm khắc với bản thân họ, nghiêm khắc với sức khỏe của họ. Các bạn này cần phải chú ý lại thói quen ăn uống sinh hoạt, điều độ nhá. Không chỉ ăn uống đâu mà có thể là rượu chè. Đúng rồi, các bạn này cũng có rượu chè, rượu bia vì rượu bia xong rồi không không biết thế nào là dừng lại. Xong rồi đấy, ngủ thì ngủ có thể ngủ ít hoặc là thức khuya dậy muộn. Nói chung là chủ quan, bị chủ quan quá. Có thể là cũng dùng các chất kích thích, thuốc
bay lắc gì gì đó. Cũng có đấy, không phải là không. Hoặc là các bạn này là chuyện nam nữ quá đà chẳng hạn. Chuyện trai gái quá đà. Lành mạnh thì ngày tuần 3-4 lần, bạn lại ngày 2 lần chẳng hạn. Thế thì hơi quá nhỉ. Đấy chứ, mình đã bảo bạn các bạn tụ này là bị hơi quá mà. Nói chung là các bạn điều độ. Từ khóa nhớ cho mình điều độ và đừng có chủ quan. Nếu không các bạn đây này, cảnh báo bạn nhá, mình dịch như này, cảnh báo bạn về một vấn đề nào đó tại thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai gần. Đấy, đây là ý nghĩa của cái lá bài bài trà. Ngoài ra còn một lá nữa này. Một loạt chuỗi sự kiện mà sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Đấy, bạn hiểu chưa? Nói chung trong ba tụ là tụ này cái thông điệp nó rõ ràng nhất. Thôi chắc là mình sẽ dừng trả bài của các bạn tại đây. Cảm ơn các bạn tụ ba đã lắng nghe và mong các bạn sẽ sớm thay đổi lại cái thói quen sinh hoạt của mình. Đặc biệt là trong mùa dịch này thì các bạn ra ngoài, các bạn là nhớ đeo khẩu trang, hạn chế đến nơi đông người. Các bạn này là rất rất dễ đến nơi đông người này, bởi vì các bạn chủ quan mà. Các bạn cứ ở nhà đi và xem kênh tarot của mình là được. Thế nhá, mình dừng trả bài của các bạn tại đây. Bye bye.